Vâng, Gà Mado xin mến chào toàn thể các bác nhá. Và trong video clip ngày hôm nay, một clip thông báo hàng về những ngày cận kề Tết này. Như thì không khí Tết đang rất là gần rồi, chỉ còn khoảng hơn chục ngày nữa thôi. Thì bên Hiếu Minh chắc chuyển hàng trong nốt tuần này đâu bác nhá. Chuyển hàng nốt tuần này nữa, bưu gửi điện thôi, còn tất cả là sẽ dừng trong tuần này. Nhưng đến cuối tuần này là sẽ không chuyển được hàng bưu điện nữa. Thông báo trên kênh để các bác anh em có nhu cầu đặt hàng, mua sắm, nâng cấp, đổi các thì nhanh tay liên hệ em trong vòng tuần này. Và hôm nay những ngày cận kề Tết thì biết năm nay hàng rất là khan, số lượng hàng về các hãng cũng rất là hạn chế. Thì hôm nay thì bên nhà hãng PS thì vừa cập bến cho Hiếu Minh 400 chiếc vang và 50 bộ mic tạm thời ứng tạm nhé, ngày mai tiếp tục về hàng. Tại sao em lấy nhiều vậy? Như thì bên em là có hai cơ sở. Cơ sở 1 là 364 Quang Trung Hà Đông Nội, cơ sở 2 48B cư xá Ba Điểm, quốc lộ 2, quận Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, cách bến xe An Sương 500m các bác nhé. Thì với số lượng hàng này chắc chỉ đủ bán Tết cho các bác thôi. Nên là các bác anh em có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ. Trong clip này em không review chi tiết sản phẩm nhưng cũng giới thiệu sơ lược qua số lượng hàng về cũng như là không khí những ngày Tết tại kho hay tại cửa hàng Hiếu Minh Auto. Thì những cận kề Tết này em như hôm trước em đã thông báo rồi là em có lịch là xả 3-4 ngày liền đối với sản phẩm súp, loa. Thì vì là thời lượng công việc cũng nhiều quá, và một ngày phải đi lắp đến 4-5 bộ liền. Riêng cơ sở miền Bắc nhá, 4-5 bộ nên là lịch cũng dày đặc. Nên là em xin phép lùi lại, ngày mai em sẽ có clip thanh lý đối với sản phẩm loa. Loa ngày mai em thanh lý sẽ gồm có một số loa full và dòng bow các nhá, một bow. Và sẽ có một bài thanh lý trong phần súp nữa. Súp xả lốt cho bác ít súp cho bác trước Tết. Thì loa em xếp đằng kia kìa. Chồng loa sẵn rồi nhưng không dám quay vì là tối cũng có thời gian, vì làm từ sáng đến tối các bạn. Đấy. Và đây thì vì sao phải mở ra để dán tem này báo cáo các bác, tiến đưa anh cái tờ tem. Bên nhà hãng cũng thế thôi, họ rất là bận. Tết là đưa hàng sang, chỉ quẳng hàng sang thôi là tem phải nhờ bên em dán hộ này, tem kích hoạt cho các bác này. Sản phẩm chính hãng nhập khẩu nhé, nhập khẩu bảo hành 25 sản phẩm PS. Và nhân tiện đây thì em giới thiệu đến toàn thể các bác đối với hai sản phẩm mới về. Trước đây thì em đang bán những sản phẩm như PS SV20 và PS SV12, PS KX9 Blood. Thì hôm nay em giới thiệu đến toàn thể các bác một mẫu lưng tiếng nâng cấp của hãng và một mẫu vang mới nâng cấp của hãng. Thì đối với mẫu lưng tiếng trước đây em đang bán đó là PSV800 ở phân khúc có trên 1 triệu đồng một tí thôi. Thì đây là mẫu vang lưng tiếng cực kỳ chất lượng các bác chơi, và hôm trước đã cháy hàng đến mức thợ hỏi hàng cũng không có, thì đến hôm nay đã về được số lượng rất là khủng cho các bác anh em. Ngoài ra thì có thêm mẫu lưng tiếng mới đó nhá, mẫu lưng tiếng mới đó là PSV900 Blood. Đây là phiên bản cao cấp, nâng cấp. Nâng cấp ở cái gì thì báo cáo các bác, đó nâng cấp ở phần đó là có thêm cổng USB để phần chỉnh phần tâm nhạc tải, và cái thứ hai nó sẽ có cổng quang Bluetooth bác nhá. Đấy, các lúc chuyển đổi như input đằng trước này, hai đường xoay đèn hai bên rất là đẹp, vẫn là màn hình chờ trước rất là đẹp luôn nhá, màn hình như kiểu đấy. Và dâu anten nó rất là dài, cái dâu anten dài này mà em đánh giá rất là cao tại dâu dài này, cái dài này để cho bắt xa hơn cho những đơn vị, những sản phẩm khác thị trường. Và ngoài ra những tín hiệu đầu vào đầu ra, giá dòng này cũng rất là êm luôn các bác nhá. Giá em chưa nhân giá đâu, nhưng giá chưa đến 2 triệu, giá cực kỳ êm cho các bác. Còn V800 hơn 1 triệu. Đấy. Đang tấp lập phải tổng lực để đang dán tem cho nhà hãng cũng như là lưu kho, cũng như là thông báo là trong tối nay tối mai sẽ về hàng. Em sẽ về được thêm khoảng 200 bộ mic bãi nữa phụ bác anh em, cộng với sẽ về lên lô hàng của DB nữa trong chắc tối nay hoặc mai thôi. Thì em sẽ review cho anh em, cũng như sẽ cố gắng nhất để quay những hàng xả hàng loa cho các bác anh em chơi. Ngoài ra thì giới thiệu đến toàn thể các bác anh em một mẫu vang, đó là mẫu vang PS SV88. Đối phiên bản này thì cũng rất tích hợp nhiều tính năng, và cái thứ hai nó có revert Bluetooth, cổng quang, chống hú, USB. Đấy. Nhưng cái điều quan trọng là cái dòng này nhá, các bác này, nó hơn nhau cái gì? Nó đã đầy đủ tính năng thì chớ, thế mà còn có cả điều khiển bác nhá. Đấy. Và đây là dòng size 2U các bác nhá. Size nói chung là gần 2U, 1U rưỡi. Nó dày bằng một con đẩy mỏng. Đấy bác nhá. 1U rưỡi, nó khoảng độ 8 phân gì đấy. Rất là dày, sang và đẹp. Cái đối với dòng vang này thì trước khi nhập vài về hàng này, thực ra em đã cảnh kiểm nghiệm và trải nghiệm chất âm rồi. Tiếng rất là ok trong tầm tiền và giá cực hợp lý. Và cái thứ hai nữa, nó được khách quan là tất cả các chế độ của nó, từng cổng, nó dãy đèn nháy. Khi bác mua một sản phẩm về cái tiếng, cái chất của nó rồi thì nó phải thẩm mỹ một chút. Đó là cái vì sao con này em đánh giá sẽ sắp tới sẽ làm mưa làm gió thị trường về giá thành. Đầu tiên về chất lượng, được bảo hành đến 2 năm. Và cái thứ hai là có hệ thống đèn nháy với từng cổng,
khi bác nháy lên nó sẽ thay cho hệ thống lọc ấy. Nhà hệ thống lọc bác trước đây bác rất nhiều, bác gọi điện cho Hiếu Minh bảo là nhà em có cái lọc đèn không, thì hôm nay đã có con vang đèn bác nhá, vang đèn rất là đẹp luôn đấy. Và ở đây nó đã hiển thị sẵn các chế độ nhá, mode input chuyển đổi này, USB, Bluetooth này, cổng quang này, reverb chỉnh riêng này, echo đường mic này, mic tone này, music tone này, với ba hệ thống đèn volume nháy đèn nhá, gồm effect này, gồm mic và music. Tín hiệu đầu ra đây. Có thể thấy size 2N nhá, gọi là quần size 2U, size 2U. Thì các bác để thấy đây là cái phần tinh giản từng cổng quang này, rồi phần kết nối Bluetooth này. Con này nhìn rất là sang luôn. Nói chung là cái mẫu này vừa về vừa nó được gần như nếu đánh giá là nếu một số phân quang cơ ấy, là đánh giá là toàn diện được đến chấm này được 9 điểm rồi. Về mẫu mã đẹp, chất âm hay và sản phẩm chính hãng nhập khẩu. Đó những gì mà em muốn chia sẻ và review đến toàn thể các bác anh em. Và tổng quan sơ lược qua số lượng hàng về, thông báo bác những ngày Tết này, thì từ ngày Tết này nữa thì thời lượng up clip thôi cũng rất là hạn chế rồi. Nhưng thời lượng review hàng về cũng hạn chế hơn, nên là anh em có nhu cầu như vậy thì đơn vị em rồi. Đơn vị ngoài bán sản phẩm loa bãi loa ra, sản phẩm các sản phẩm bãi ra, thì những sản phẩm mới thì em full các mã từ những sản phẩm như AP, TD, PS, DB, Adni, full các mã sản phẩm từ lân, vang, lọc, rồi là đẩy công suất micro các bác nhá. Và clip của Hiếu Minh đến kết thúc. Cảm ơn bác xem ủng hộ video của em. Xin chân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhá.